Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhá. Với năm đầu số điện thoại quen thuộc về hình thức mua hàng. Đầu tiên giới thiệu cho các bác là hôm nay là giới thiệu cho các bác về phụ kiện loa đánh chim đêm cho anh em chơi kinh tế nhá. Còn hình thức mua hàng các bác vui lòng trực tiếp liên hệ với các số điện thoại của shop. Shop sẽ ship hàng COD qua đường bưu điện về tới nhà cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền cho người giao hàng. Shop bán hàng là trên video thực tế. Các bác trước khi đưa ra quyết định mua hàng thì vui lòng xem kỹ video shop giới thiệu sản phẩm, thử sản phẩm giới thiệu như nào và gửi tới cho các bác đúng như vậy nha các bác nhé. Còn các bác mà 24 cái số mà 11 số này thì bây giờ nhà mạng đã có thay đổi nên các bác vui lòng cập nhật thay đổi cái đầu số giúp shop nhá. 0168 này thành 038 ấy nhá. Cái clip trước thì tôi đã có giới thiệu cho các bác về cái loa chiếc kèn để cho anh em đánh chim đêm kinh tế. Thì cái này dùng trong thời tiết là mưa phùn hoặc là sương mù hoặc là đánh rẽ run. Thế còn ngoài ra một cái loa nữa chuyên dùng cho anh em đánh chim đêm kinh tế hiệu quả, đó là gọi là loa phóng, loa toa của Indonesia các bác nhé. Đây là hàng toa nhập khẩu Indonesia. Nó sẽ có 3 mẫu, 3 công suất. Thì là tôi sẽ giới thiệu từ từ cho các bác từng mẫu cùng công suất một nhé. Đầu tiên là cái công suất nhỏ nhất là công suất 10W. Cái này thì tôi vừa giới thiệu về sản phẩm, vừa để cho các bác biết về thông tin về sản phẩm này, cách thức đặt hàng này, cách thức liên hệ với shop này, để các bác nhận được những tư vấn của shop nhé. Và về giá của sản phẩm luôn, để các bác nắm được, các bác mua hàng cho dễ nhé. Hôm nay là giá loa toa này hay giá loa chiếc là nó có thông tin cho các bác là giá xuống nhá, xuống giá so với đợt trước. Đối với cái loa chiếc kèn này này các bác nhé, loa chiếc kèn này một đôi như này các bác này là bao gồm hoàn chỉnh cả củ và phễu là 400.000 một đôi các bác nhé. 400.000 một đôi là đã bao gồm cước phí chuyển phát nhanh cho các bác rồi. Cái đôi này nó nặng tới 2 cân đấy, gần 2 cân đấy, thì cước phí nó rất là cao. Nhưng mà cái cước phí này sẽ bao cho các bác đi toàn quốc, khắp mọi miền đất nước, đâu đâu cũng giống nhau hết nhá, các bác không phải đối nhiều phí. Tiếp theo là cái mẫu loa toa 10W này thì tôi nói giá luôn cho các bác nắm được, giá của nó là 650.000 các bác nhá. 650.000 cho chiếc loa toa 10W đã bao gồm phí ship. Đây là chiếc loa toa 10W này. Đây các bác nhá. Hàng loại 1 nhập khẩu Indo, mã vạch đàng hoàng nhá. SC610 này. Công suất là 10W, điện trở là 8Ω. Anh em chơi chuyên nghiệp thì thấy cái này là biết là hàng xịn rồi. Cái này là bằng kim loại các bác nhá. Mác tem toa đã chữ đầu tiên. Đây. Đây 10W này là 650.000 một chiếc các bác nhá. Tôi đã nói giá cho một chiếc mà giá đã bao ship. Và tiếp theo là cái loại 15W nhá. Đối với 10W thì anh em thường đánh phổ thông. Dùng 10W rất là nhiều. Thế còn các bác nào mà muốn chơi âm thanh lớn hơn thì các bác chơi cái loại 15W nhá. Tất cả đều là hàng toa nhập khẩu xịn luôn nhá. Đúng hàng nhập khẩu Indo. Các bác nhá, không phải hàng toa nhái. Đây là cái mẫu 15W thì các bác muốn xem thấy nó to nhỏ như nào thì các bác vui lòng xem thực tế kỹ video giúp tôi. Đây. Đây là cái mẫu 15W nhá. Các bác này. SC615. Có nghĩa là nó 15W, điện trở là 8 ohm. Điện trở 8 ohm các bác nhá. Đây. Đây là cái hình thức hình dáng của nó đây. Toàn bộ vành là bằng kim loại hết các bác nhá, vành bằng kim loại. Thương hiệu Mark toa đầu tiên. Thì đây là cái 15W này. Tôi cầm cái 10W để tôi so sánh cho các bác. Đấy. Đây các bác nhìn này nhá, cái này là cái 10W, cái này là cái 15W để các bác nắm được. Sao mà các bác nhận được cái loa 10W này sao nó nhỏ thế, nhưng các bác yên tâm là nó nhỏ như này thôi nhưng mà nó có võ cực kỳ ấy nhá, ăn đứt các hàng Việt Nam các bác nhá. Hàng này là chơi cũng rất là ok rồi, còn các bác nào mà muốn chơi cao cấp hơn nữa thì các bác chơi cái loại 15W là cái này nhá. Cái 15W này thì lúc trước là shop bán với cái giá là 950.000 nhé cho một cái, thì giá thời điểm hiện tại nó còn 850.000 các bác nhé. Giá thời điểm hiện tại là 850.000 cho một chiếc loa toa 15W này, đã bao gồm phí ship rồi các bác nhé.
Và giá hiện tại của cái loa 10W này tôi nhắc lại là 650.000 nhá. 650.000. Đấy. 650.000. Và tiếp theo là cái mẫu công suất loa toa lớn nhất cho anh em đánh chim đêm thường dùng. Anh em chỉ dùng đến 30W thôi, nhưng cũng rất ít người dùng tới 50W. Hàng 50W thì chỉ dùng trong những công việc phòng thanh khác thôi. Anh em là chủ yếu là dùng tới 30W. Đây. Tất cả đều là hàng Indo nhập khẩu các bác nhá. Đây là cái 30W này. Đó. Giấy tờ mác toa thôi. Có máy khoan không em? Đây. Đây là cái 30W nhá. Đây 30W. Đây. Đây 30W các bác nhá. Vành nó to cỡ như thế này. Biểu tượng toa nhá. Vành là kim loại hết các bác nhá. À, mã vạch Hà Nội này. À, thông số đây. Đây thông số đây các bác. À, SC630 30W 8 ohm. Đối với cái dòng này toàn bộ là điện trở là 8 ohm hết các bác nhá. 30W điện trở 8 ohm. À, đối với cái loa 30W này thì lúc trước của nó là giá là 1.1 triệu hoặc là 1.150.000. Nhưng mà giá tại thời điểm hiện tại bây giờ nhá. Giá tại thời điểm hiện tại các bác lưu ý này thì sẽ là 1 triệu. 1 triệu cho một chiếc loa toa này. Đã bao gồm cả phí ship rồi nhá các bác nhá. Đây hàng 30W này. Đây. Đây tôi gom lại cho các bác xem này. À, 30 này. À, 15 này. Và 10 thì đây. 10 đây. À, 10 đây. Ba cái mẫu cơ bản của loa toa dành cho anh em đánh chim đêm nhá. Anh em chơi cái loa toa này thì cực kỳ hiệu quả và kinh tế. Cái này thì nó đắt hơn cái hàng Việt Nam một chút. Hàng Việt Nam lê chung ấy thì nó sẽ đắt hơn. Nhưng mà cái chất lượng nó mang lại thì nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Các bác đánh vụ này sang vụ khác rất là bền. Cái này thì nó chống thấm nước rất là tốt. Các bác có làm rơi xuống hồ. Cái này là tôi nói thực tế luôn đấy. Các bác có làm rơi xuống hồ, các bác vớt lên, giải đi, lại kêu bình thường nhá. Đấy, cái này là thực tế luôn, anh em chơi anh em biết rồi. Dòng này cực kỳ là êm. Thì các bác dòng loa phóng ba cái mẫu loa toa này các bác nhá. Còn trong thời tiết mà sương mù hay là mưa phùn thì các bác lại chơi cái loa check check kèn. Đây check kèn tôi đã giới thiệu rồi. Shop còn có đủ các phụ kiện cho các bác chơi chim đêm, âm ni này, loa toa, loa phóng, loa check, lưới chim đêm cũng có các bác nhá. Mọi thông tin thì các bác vui lòng cứ alo trực tiếp. Hoặc là các bác tìm Zalo, Facebook theo cái số điện thoại này nhé các bác nhé. Đấy. Còn với 5 cái số này thì bây giờ nhà mạng đã thay đổi đầu số, các bác cập nhật giúp shop nhé. Shop là ship hàng COD đi toàn quốc khắp mọi miền đất nước, anh em ở đâu cũng mua được, từ vùng núi sâu xa nhất hay là vùng biên giới hải đảo, tất cả luôn, bao phí đi toàn quốc cho các bác. Giá thì tôi đã công khai rồi, sản phẩm thì đã giới thiệu cho các bác rõ chi tiết như này. Các bác trước khi đưa ra quyết định mua hàng thì vui lòng xem kỹ video mình mua món nào thì vui lòng là alo trực tiếp đến nhà shop nhé. Thế còn các bác nhận hàng có quyền kiểm tra hàng đúng cái loa như tôi đã giới thiệu đây, thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng, chứ không phải tôi gửi cho các bác cái loa không phải như là trên video này. Thì sản phẩm có như nào là giới thiệu như vậy đấy, gọi là người thật việc thật các bác nhé. Rồi xin cảm ơn các bác. Các bác theo dõi clip trên kênh YouTube thì vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh. Các bác sẽ theo dõi được những clip mới mà tôi giới thiệu các sản phẩm và chia sẻ về cái mùa chim đêm hôm nay. Xin cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé.